Thưa quý vị, chủ trì cuộc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh bên cạnh màu áo xanh biên phòng thì màu áo xanh thanh niên sẽ là tấm gương quý trong lúc này để thúc đẩy ngăn ngừa dịch bệnh ở nước ta. Một yêu cầu cấp bách hiện nay để đất nước ta, nhân dân ta thiệt hại ít nhất. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đoàn viên thanh niên gần 3 tháng qua đã làm nhiều việc như tổ chức các điểm rửa tay, sinh viên ngành y tình nguyện hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, phát khẩu trang miễn phí, vân vân. Và thời gian tới, thanh niên cần phải phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn, thử thách, có hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến, có sức sáng tạo mới để phục vụ nhân dân, đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu sự vào cuộc mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch, giúp đỡ người dân khai báo y tế, giúp phân loại được người già, người có bệnh nền, người yếu thế, người có nguy cơ, phát huy sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt đội ngũ trí thức trong phòng chống dịch bằng các giải pháp công nghệ mới phù hợp. Không chỉ 6,3 triệu đoàn viên tham gia khai báo y tế tự nguyện một cách tốt nhất, mà còn giúp người dân khai báo y tế. Thủ tướng yêu cầu cần thay đổi phương pháp làm việc, sử dụng công nghệ và nhấn mạnh bên cạnh màu áo xanh biên phòng thì màu áo xanh thanh niên sẽ là tấm gương quý trong lúc này để thúc đẩy ngăn ngừa dịch bệnh ở nước ta. Một yêu cầu cấp bách hiện nay để đất nước ta, nhân dân ta thiệt hại ít nhất.